trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sư phụ à, nhìn nè. À, đó cũng là Phật đó. Giờ nhân duyên hội tụ đến đại thiên thế giới này, y phục chúng ta mặc là do người bay mà có, lúa gạo chúng ta ăn là do công cái cày của nhà nông. Còn dùng đất này, nó cần cầu siêng năng bí sợi. Đại thiên thế giới nhân duyên hòa hợp, hỗ tương tiếp nối mới được cân bằng. Tâm của người xuất gia tu hành cũng giống như đất trời, có thể dung nạp vạn vật, sinh trưởng vạn vật, tiếp nhận vạn vật. Hư Dân học đạo với Pháp Sư Dung Kính 5 năm. Tâm đắc tinh túy của Thiên Thai Tông. Sau đó, Ngài đi cầu đạo khắp nơi, tham học các danh tăng đại đức. Lấy cái hay của các tông phái như Duy Thức, Tịnh Độ, Thiền Tông, vân vân, khiêm nhường học hỏi. Theo sự tinh tấn tu học của thứ lớp, Ngài đã thấu triệt giáo lý Phật Đà. Năm 1882, Ngài đến núi Phổ Đà tu hành. Xin hỏi Ngài là Hư Dân Pháp Sư phải không? Chính là Bần Tăng. Thượng tọa đây là... Hầu học là Giác Thừa, xuất gia ở huyện Nam Nhạc, Hồ Nam. À, quê của Pháp Sư ở Tương Hương, Hồ Nam sao? Đúng vậy. Tiêu Bộ Đường Lão Tiên Sinh là nhị thúc của Ngài. Sao Ngài lại biết chuyện này? À, cuối cùng đệ đã hoàn tất việc người ta ký thác. Chuyện là như thế này. Đại khái 5-6 năm về trước, Tiêu Bộ Đường Lão Tiên Sinh đến Nam Nhạc dân hương, tình cờ gặp đệ, nhưng nói chuyện qua lại ăn ý. Ông ta giao đồ này cho tiểu đệ, kêu đệ nghĩ cách giao tận tay cho người tu sĩ tên là Tiêu Cổ Nham. Ông ta nói, quý vị xuất gia hay liên lạc với nhau, để không nghĩ tìm kiếm huynh khó khăn như vậy. Một tháng trước đây, đệ mới biết huynh lên núi Phổ Đà này, liền lập tức thu xếp lên đây. May mà huynh còn ở đây đó. Pháp Sư tận lực tận tâm như vậy, Bần Tăng muôn phần cảm kích. Đều là người xuất gia, cảm ơn gì chứ. Hơn nữa, những sự ủy thác của người thì phải làm cho xong. Thầy hãy mở ra xem thử trong đó là cái gì. Nghe nhị thúc của thầy nói là trước khi cha huynh lâm chung giao cái này cho thúc ấy. Thank you.
Lão pháp sư, đệ tử biết lỗi của mình rồi. Con có lòng hiếu thảo, trời đất chứng giám, như vậy mà gọi là lỗi sao? Bái quỷ thần đối với tiền là việc nhân gian làm, Phật giáo không đề xướng việc này. Đạo Phật chú trọng tâm chứ không coi trọng tướng. Chỉ cần có thể thể hiện những tư tưởng, suy nghĩ, dùng hình thức gì cũng chỉ là phương tiện quyền xảo, còn hà tất để ý làm gì? Lão pháp sư đã chỉ dạy như vậy, lòng con bây giờ nhẹ nhõm nhiều. Nhẹ nhõm thì tốt rồi. Lão nạp từ xa đến đây tìm con không mời ta vô một tách trà sao? Dạ, mời ngài. Sau khi con ra đời đã không được thấy mẫu thân, mẹ vì sanh con mà đã tử vong. Vì con đã dẫn Phú Quốc em con thúc xuất gia, một hành động đã làm mất đi huyết mạch ba đời họ Tiêu. Cha đau buồn thành bệnh không chữa mà mất. Con cắt ái từ gia xuất gia hơn 20 năm, đạo nghiệp chưa thành như thuyền không bến đổ. Ơn sinh thành của mẹ, ơn dưỡng dục của cha chưa báo đáp được, trong lòng con muôn phần xấu hổ. Vì vậy con định muốn làm việc cảm động trời đất để báo đáp ơn cha mẹ. Không cầu cảm động trời đất, chỉ cầu an ủi thân tâm của con. Nhưng con cầu nguyện, chỉ nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh cha mẹ quá giảng. Hiếm có người có tâm lòng hiếu thảo như con. Con người cho rằng người xuất gia vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu, nhưng thực tế đó là cách lý giải hết sức sai lầm. Người xuất gia lấy bách hiếu làm đầu. Trong kinh nói rằng phải trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khẩu tam đồ. Bốn ơn nặng ngoài ơn Phật, ơn quốc gia, ơn chúng sanh, còn có ơn cha mẹ. Người xuất gia phải báo đáp ơn cha mẹ, nhưng cách thức báo ơn của người xuất gia khác so với người thế gian. Con định làm gì để báo đáp công ơn cha mẹ đây? Con định triều bái Ngũ Đài Sơn, khởi hành từ Phổ Đà Sơn. Đi bằng cách nào vậy? Tam bộ nhất bái. Con có tâm như vậy thật khiến người khác kinh phục, nhưng con không nên phát đại nguyện này. Sao sư phụ nói ra những lời như vậy? Phổ Đà Sơn cách Ngũ Đà Sơn hàng ngàn dặm đường, muốn tam bộ nhất bái thì phải mất thời gian mấy năm mới có thể đến được. Con đã phát đại nguyện thì không quan tâm đến năm tháng xa gần. Đường xa núi cao không cần phải nói. Trên đường thời tiết thay đổi, do sương mưa tuyết, người phi thường mới có năng lực kiên trì đến cùng. Nếu nữa được thối lui thì chi bằng không phát đại nguyện này. Vì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, nguyện xả thân này. Giống như khi đó con chỉ tu hành hành đạo, vào trong thâm sơn tu khổ hạnh 6 năm sau. Nói giống nhau nhưng việc làm khác xa nhau. Nếu như có thể làm việc người không làm được, những việc khó nhẫn như thế này thì có việc gì mà không làm thành chứ hả? Tốt. Con định khi nào khởi hành vậy? Mùng 1 tháng 7. Tốt, đến lúc đó lão nạp sẽ tiễn con một đoạn. Sư đệ. Sư huynh. Sao rồi sư huynh, thua rồi hả? Để thua thì có. Hả? Ngươi tam bộ nhất bái đến Ngũ Đại Sơn hả? Sao các thầy biết rõ những gì con suy nghĩ vậy? Hôm qua ta cá cược với sư huynh, lần này thì thảm rồi. Tháng này chú phải nấu cơm rửa chén à? Biết rồi, để phải quét nhà chặt củi, nước để gánh nước không nổi, thật là lão quặt đầu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung.
Các vị đây là... Chúng tôi nghe nói Pháp Sư Hành Tam Bộ Nhất Bái đến Ngũ Đại Sơn, liền thỏa thuận làm bạn với ngài cùng đi. Bốn người các vị cũng có đại nguyện giống vậy sao? Phải. Phải đó. Nếu ngài có thể làm được, chúng tôi nhất định cũng sẽ làm được. Phải đó, phải. A-di-đà Phật, tốt quá. Vậy thì chúng ta cùng lên đường đi. Mùng 1 tháng 7 năm 1883, vì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, ngài Hư Dân ở tuổi 43 từ Am Pháp qua núi Bổ Đà khởi hương, bắt đầu cuộc hành trình Tam Bộ Nhất Bái. Biến Chân, Giác Thừa, Thu Nghi, Sơn Hà, bốn vị tăng sĩ cùng đồng hành trên hành trình này. Biến Chân hả? Ngồi nghỉ chút đi. Ngồi tôi đi. Tôi cũng định ngồi nghỉ một chút, nhưng họ đều đi xa rồi. Vậy chúng ta qua đó đuổi theo họ đi. Nói thì hay lắm, Tam Bộ Nhất Bái đó huynh. Đi qua đó một đoạn thôi, làm gì mà chấp dữ vậy? Thôi được rồi, mình đi. Nè, nghỉ chút đi các huynh, ngồi nghỉ đi. Thực sự mà nói chắc chịu không nổi rồi. Hiện tại lại có chút xíu dí nhờ kim đâm vào tim, thật khó mà chịu nổi. Cảm giác của mọi người đều giống nhau thôi. Đi một đoạn thời gian như vậy, e rằng 1/10 đoạn đường cũng chưa đến nữa. Mấy tháng gần đây, thời tiết mùa thu ở Giang Nam cũng khá tốt, mùa đông sắp đến rồi. Trước mặt mình là dốc cao Hoàng Thổ, thuộc ngọn núi Sùng Sơn chót chót, băng tuyết dày đặc, chỉ sợ... Bây giờ mới bắt đầu, làm sao lại... Ê, các huynh xem chiếc thuyền bên đó kìa. Rất nhiều tôm cá mắc cạn đều bị đè chết rồi. Thật là tội nghiệp quá. Như huynh nói vậy, đây là tội của ai? Đương nhiên là lỗi ông lái đò rồi. Nếu ông lái đò không tới đây thì những con tôm cá làm gì bị chết cạn chứ. Phải nói là lỗi của khách. Nếu như không có những người đi đò thì ông lái đò sẽ không lái đến đây. Không lái đò đến đây thì tôm cá làm sao mà bị chết dìm được chứ. Tôi nghĩ đây là lỗi của ông lái đò đó. Là lỗi của khách đi đò. Là lỗi của ông lái đò. Thôi thôi thôi. Đúng rồi. Mình đi hỏi Pháp Sư Hư Dân đi. Các sư huynh đệ muốn làm rõ xem lỗi của ai có phải không? Phải. Phải. Nhất định làm rõ. Không phải lỗi của ông lái đò, cũng không phải lỗi của khách đi đò đâu. Vậy thì là lỗi của ai chứ? Đúng rồi, lỗi của ai chứ? Tìm cái lỗi trong cái không có lỗi, đó chính là sự tìm phiền não cho mình. Thế mới chính là lỗi. Thôi tiếp tục lên đường, trời sắp tối rồi. Pháp sư à, trên trán của ngài chảy máu rồi kìa. Không biết bao nhiêu lần rồi, không sao đâu. Khi liền da, cô đồi nó sẽ khỏi thôi. Sư phụ, người sẽ về lại chứ? Ta sẽ về. Ngắn thì 2-3 tháng, dài thì khoảng nửa năm. Ta sẽ không để cho con ở trong am viện một mình đâu. Nếu không phải đại ca của ta 3 lần 4 lượt đến đón ta về, ta cũng sẽ không đi. Đại ca của sư phụ là quan lớn, nghĩ đón sư phụ về để hưởng phúc đó thôi.
Huynh ấy là người đam mê danh vọng và quyền lực. Bây giờ huynh ấy có quyền, có thế, có tiền, muốn đón anh em bà con thân thuộc của mình đến dinh phủ chơi. Nói ra thì không quên tình cũ, thực tế là phô trương thân thế để mọi người xem, cho mọi người ngưỡng mộ và nịnh nọt để thỏa mãn tính hư dinh của bản thân mình. Mười mấy năm tu hành, ta đều xem nhẹ những việc như vậy. Con nghe nói đại ca của sư phụ sẽ xây cho sư phụ một ngôi chùa lớn ở Dương Châu. Huynh ấy nói thì nói vậy, nhưng ta sẽ không nhận đâu. Nơi đây thanh nhàn yên tĩnh, ta ở quen rồi. Ta không nghĩ sẽ đến những nơi thành thị náo nhiệt tiếp duyên với mọi người. Đúng rồi Diệu Huệ, trong khoảng thời gian sư phụ đi, con nỗ lực học thuộc những bài khóa công phu sáng chiều. Nếu rảnh thì đọc kinh sách nhiều một chút. Đệ tử xin nghe lời dặn của sư phụ, xin thầy yên tâm. Nghe mau. U Liên, mẹ xem chữ con viết như thế nào. Để mẹ nuôi xem thử. U Liên viết chữ càng ngày càng đẹp đó. Được rồi, con mau vào dọn dẹp sách vở, chúng ta chuẩn bị đi. Đi đâu vậy? Đến chỗ cậu con. Nè 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 nè, dừng lại. Các vị sư phụ kìa. Dạ. Các vị sư phụ. Những người tu hành như vậy thật là khó gặp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi là người của làng này. Mọi người gọi tôi là Hoàng Lão Gia. Tôi có sửa một ngôi chùa, tôi cũng là Phật tử. Quan cư sĩ công đức vô lượng. Vì vậy có đáng gì nói đâu. Tôi vội vã đuổi theo chính là để mời các vị đến nhà tôi nghỉ ngơi, để tôi tiếp đãi các vị, cúng dường các vị một bữa cơm chay đạm bạc. Cảm ơn lòng tốt của quan cư sĩ, nhưng chúng tôi phải lên đường cho kịp trời tối. Không mất nhiều thời gian quý vị đâu, cơm đã làm xong rồi. Như vậy như vậy thì tùy duyên vậy. A Di Đà Phật. Tốt quá. Xin mời. Bắt đầu lễ lại đến nay cũng 4 tháng rồi, nhưng chưa được ăn bữa cơm nóng nào hết. Các thầy ăn thấy ngon miệng chứ? Những người tu hành như chúng tôi có bữa cơm no lòng là đủ rồi. Huống hồ bữa cơm thịnh soạn như vậy, quan cư sĩ nhất định là có chuyện nhờ giúp đỡ. Ê, đúng là sư phụ thật sự biết rõ tâm của đệ tử. Chuyện là như thế này, tôi bỏ tiền xây sửa một ngôi chùa hương quả rất đều đặn, mỗi năm thu vào hơn 2.000 lượng bạc. Trong chùa có khoảng mười mấy vị tu sĩ, điều kiện quá tốt, họ trở nên mục nát, vừa không tụng kinh vừa không lại Phật, ngay cả chuông cũng làm biến đánh nữa. Biết như vậy thì khách hành hương sẽ có suy nghĩ không tốt, họ sẽ đi chùa khác thôi. Tôi đang tìm một vị hòa thượng tu hành đức độ làm chủ trì. Bần tăng vì báo đáp phụ mẫu tri ân với phát nguyện lại đến Ngũ Đài Sơn, thề nguyện chưa thành sẽ không trì quản. Hơn nữa, làm chủ trì một ngôi chùa lại là sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không biết ý của các vị pháp sư đây như thế nào. Trụ trì an tăng vốn là trách nhiệm của người xuất gia chúng ta mà. Vậy được, vậy thì mời Sơn Hà sư phụ ở lại đây vậy. Dưới sự ủy thác của pháp sư đây, tôi nào dám từ chối. Quản lý tốt một ngôi chùa, trách nhiệm này cũng rất nặng. Gánh nặng này tôi nghĩ xin biến chân sư phụ ở lại phụ giúp một tay. Huynh cũng biết chia sẻ đó chứ. Cũng tốt, chúng tôi sẽ lại khoảng một thời gian, cái đó sẽ lên Ngũ Đại Sơn sao vậy? Đúng rồi, sau này đi cũng không muộn. A Di Đà Phật, các vị sư phụ muốn qua sông hả? Dạ phải. Nếu ở đây rất cạn, có thể lội qua được. Đa tạ thí chủ. Sư phụ, con có việc gấp muốn qua sông, nhưng nước sông này quá lạnh, mà con thì không thể ngâm nước lạnh được. Gần đây không có cầu nào sao? Dạ có thì có, nhưng phải đi cách đây 4-5 dặm đường, nhưng con thì đang có việc gấp. Vậy thì thật là khó xử. Sư phụ có thể cõng tiểu nữ qua bên kia sông có được không? Không được, chúng tôi là người xuất gia. Sư phụ à, người hãy mở lòng từ bi, con thật sự là có việc gấp, bằng không... Không được. Bần tăng cõng cô qua sông.
Đi thôi, đi thôi. Quên coi. Đa tạ sư phụ. A-di-đà-phật. Hương dương pháp sư này cũng thật là không tham sắc là căn bản giới cấm của nhà Phật mà. Chuyên tâm lại Phật đi. Không được, tôi phải gặp ông ta nói lý lẽ. Pháp sư Hương Dân, thầy thật là kỳ cục. Thầy là người xuất gia, làm sao có thể thân cận với nữ sắc? Hơn nữa lại còn là cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp gì đó ở đâu? Trời ơi, thầy đừng giả vờ nữa. Chẳng phải thầy vừa mới cõng cô ta qua sông sao? À, cô đừng đó hả? Vừa qua sông là tôi bỏ cô ta xuống rồi. Sao quên lại cõng cô ta đi xa vậy? Trời ơi, nè. Bác thầy đến rồi. Thầy sao vậy? Thầy đây bất cẩn bị trật chân. Thí chủ có thuốc xoa không? Dạ có, để con đi lấy. Thầy bị thương chỗ nào vậy? Bắp đùi. Còn còn chỗ này nữa. Hồi nãy thầy không giúp con, nhưng bây giờ con phải giúp thầy đây. Đừng cử động, đừng có mắc cỡ như một cô gái vậy. Thầy bị thương như vậy sao có thể lên đường được chứ? Chi bằng thầy nghỉ ngơi lại nhà của con vài ngày để vết thương lành lại đi. Thầy ở lại để con chăm sóc vết thương cho thầy. Thầy ơi, thầy xem vết thương của con đây. Hay là mọi người cũng ở lại đây vài hôm rồi lên đường sao? Đường xá còn xa, thời gian cấp bách, chúng tôi không thể kéo dài được. Vậy con... Tất cả tùy duyên về. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Đến đây, mau mau, Nico tới rồi. Tới liền. Nico, trên đường đi chắc mệt lắm đây. Đạp phu nhân đang chờ các vị bên trong đó. Đạp thiếu gia, mau chào Nico của cậu. Dạ. Con chính là Đàm Thành hả? Lớn về rồi sao? Còn tinh nghịch như xưa không? Mẹ con nói là do cha con nuông chiều quá thôi. Cô đúng là Nico mà. Con nhìn vậy còn giả được sao? Chẳng trách từ nhỏ cha con nói con ghét hòa thượng chứ không ghét Nico. Con được nghe cha con nói bậy. Em là U Liên phải không? Dạ. Con mời cô vào nhà. Cha của con đâu? Cha tới phương Bắc tuần tra rồi, khoảng 1-2 tháng mới về nhà một lần. Vậy à, lâu vậy sao? Dạ. Pháp sư Hương Dân, hay là con đi cùng với thầy? Quỳnh đã bệnh như vậy rồi, sao có thể đi cùng chúng tôi được? An tâm dưỡng bệnh đi, để bệnh lành rồi tính. Sư phụ à, tôi nhờ ngài săn sóc cho thầy giác thừa vậy. A-di-đà-phật. Hương Dân sư phụ, sau này đường xá xa xôi, một mình sư phụ hãy bảo trọng. A-di-đà-phật. Sư phụ đều là người xuất gia cả, ngài hãy yên tâm lên đường. Người kêu chiếc thuyền trước mặt cập bến cho ta. Ê, cập thuyền vào bờ ngay. Mau cập thuyền vào bờ ngay. Mau, mau. Thuyền đã rời bến, có lý nào như vậy chứ? Ta đi tiếp đi. Những người này cũng không chịu đến sớm một chút. Đúng đó.
Xem bộ dạng của họ như vậy, chắc là họ đang có việc gấp. Nhà thuyền, giúp cho người cũng là giúp cho mình. Thôi thì quay lại rước họ đi. À được. Nhanh một chút đi. Nhanh đi. Nhanh lên. Đại quan, ngài cẩn thận đó. Bình sinh lần đầu tiên ngồi thuyền cùng hòa thượng qua sông đó. Người đưa sao hả? Thấy tâm tướng đại nhân mà không nhường chỗ à? Mời đại nhân. Vị hòa thượng đó thật đáng thương. Ai kêu ông ta nhiều chuyện, kêu thuyền gia quay lại làm gì? Thật là tâm tốt không có quả báo tốt à. Đúng rồi. Đúng rồi. À, đại nhân cẩn thận. Kẻ tu hành kia, sao ta thấy mặt của người khá quen vậy? Người xuất gia đều có hình tướng tương tự như nhau. Quan gia công vụ bận rộn, mau lên đường cho kịp. Là hắn, Tiêu Cổ Nham. Đại nhân, ngài xem. Cổ Nham, quả thực là ngươi. Tiêu Cổ Nham, quả thực là nhà ngươi. Không ngờ chúng ta cách nhau 25 năm, hôm nay lại gặp nhau ở đây. Có phải mọi người cứ nghĩ rằng ta đã chết rồi không? Ngươi coi, Đàm Sĩ Kỳ ta mạng lớn, đến bây giờ vẫn chưa chết. Hơn nữa, còn sống rất sung túc. Đàm đại quan, gặp nhau, ông cũng là duyên phận. Bần tăng muốn xin ngài một bát nước uống. Nước có, ta sớm đã chuẩn bị từ trước cho ngươi rồi. Ngươi đâu, đem ghế đến đây. Dạ. Cổ Nham, mời. Mở khăn ra đi. Mời ngồi. A Di Đà Phật. Nào, rót rượu. À, người xuất gia không ăn thịt uống rượu, một bát nước là đủ cho bần tăng rồi. Thôi được. Ta thực sự không ngờ, đường đường là đại công tử nhà họ Tiêu lại đọa lạc đến mức độ như thế này. Ta thật là không hiểu. Tiêu Cổ Nham, sao ngươi phải khổ như vậy? Lúc ngươi còn ở Tiêu phủ, chăn em nệm ấm, kẻ hầu người hạ không thiếu, sao ngươi với bây giờ khác một trời một vực, có phải vậy không? Vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là mặt trăng dưới nước thôi, không bao giờ trường tồn. Hiện tại chẳng phải là quá khứ rồi? Phải, đều là chuyện quá khứ. Hơn 20 năm nay người sống như thế nào, chắc rất là gian nan khó khăn. Người sống trên thế gian ai khó khăn? Đàm đại quan 20 năm nay chẳng phải là cũng khó khăn như vậy sao? Ta nói dễ cũng rất dễ, nói khó khăn cũng rất khó khăn. Ngươi xem,
Bây giờ ta làm quan rồi, ngày nay địa bàn ba tỉnh Phương Hoãn Dự đường đường do ta quản lý. Người nói như vậy là khó hay là không khó? Ra cửa Tiền Hô hậu ủng, về nhà thì tam thê tứ thiếp. Ước mơ của ngài lúc nhỏ đã thành sự thật rồi. Người nói đúng đó. Người xem hai đứa này thế nào. Ta chuẩn bị nạp họ thành tiểu thiếp, luận về tài sắc, người coi không thua kém gì tiểu muội Đàm Tương Nguyệt của ta phải không? Cũng không thua kém gì Điền Nga Anh phải không? Đa tạ bữa cơm chay của Đàm thí chủ, bần tăng xin phép tiếp tục lên đường. Nè, đợi chút, trời còn sáng vội gì chứ? Đợi ta gọi kiệu lớn đến tiễn người một đoạn. Cổ nham, hà tất phải cật thân như vậy? Bần tăng phát nguyện lễ bái, trong khổ có vui. Lúc nãy Đàm thí chủ bố thí cho chén nước mát rồi, bần tăng cảm kích vô cùng. Không gì báo đáp, xin tặng Đàm thí chủ một câu về. Câu gì? Nói đi, nói đi. Người có đạo thì phước phần che chở, cuộc đời vô thường, Đàm thí chủ phải vừa tu phước vừa tu huệ. Cái gì? Tu phước tu huệ? Ngươi cho rằng Đàm sĩ kỳ ta quan tam phẩm, vị trí hơn dạng người tiền đầu sáng lạng, phước báo như vậy không đủ lớn sao? Vinh hoa phú quý đều như mây khói trước mắt, thấy đó tàn đó. Bần tăng khuyên Đàm đại nhân hãy vì nhân dân bá tánh mà làm một chút phước thiện, làm nhiều việc thiện, tránh trồng nhân ác, để tránh khỏi họa sát thân sau này. Đủ rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nể mặt ngươi thì ngươi liền lên giọng dạy đời. Ta báo cho ngươi biết Tiêu Cổ Nham, ngươi đến lúc này ngươi còn dám dạy đời ta. Vậy thì bần tăng xin phép cáo từ. Đứng lại. Tiêu Cổ Nham, ngươi muốn trốn tránh ta sao? Ngươi ganh tị có phải gì không? 25 năm không gặp, 25 năm không gặp, ngươi cũng không hỏi thăm cha mẹ của ngươi như thế nào, hai cô vợ khốn khổ của ngươi sống như thế nào. Ngươi vẫn vô tình vô nghĩa như vậy. Tiêu Cổ Nham, ngươi xuất gia hơn 25 năm rồi, ta tưởng ngươi thành tiên thành Phật rồi, ít ra cũng là trụ trì của một ngôi chùa nào đó chứ. Nhưng mà không thể ngờ rằng ngươi trở đọa lạc tàn tạ như vậy. Tiêu Cổ Nham, theo như lời dạy của nhà Phật các ngươi gọi là báo ứng, ngươi còn nhớ câu nói ta nói lúc ngươi mới thành thân không? Hả? Ngươi lấy hai người phụ nữ, một người là em ruột của ta Đàm Tương Nguyệt, một người là người ta yêu thương Điền Nga Anh. Thôi bỏ đi, ta nói với ngươi, ngươi phải chăm sóc và yêu thương họ, đừng có ý nghĩ xuất gia điên rồ nữa. Bằng không Đàm sĩ kỳ ta đây không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi còn nhớ không? Nhưng hôm nay ta báo cho ngươi biết, ta quyết định bỏ qua cho ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Ngươi xem lại hình dạng của ngươi bây giờ giống cái gì? Ngươi không ra người, ma không ra ma, ngươi giống một kẻ ăn xin. Tiêu Cổ Nham, ngay cả một bà già cũng có thể đạp chết ngươi, ngươi coi ta còn so đo tính toán với một con người như ngươi làm gì? Ngươi lại đi, ngươi lại đi, lại đến già, lại đến chết đi, Đàm sĩ kỳ ta sẽ làm đám tang cho ngươi. Đáng thương, đáng đau buồn, Tiêu Cổ Nham. Được, ngươi lại đi, ngươi hãy lại đi, ta chóng mắt lên xem ngươi lại đến khi nào. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Với nhau, chúng ta đi xem nha. Lại là mấy con kiến cắn nhau, ta xem chán lắm rồi. Lần này thì khác lần trước, một con kiến đỏ, một con kiến đen, xung quanh nó còn có rất nhiều con khác trợ lực nữa. Ta nói rồi, không có xem là không có xem, phiền phức quá đi. Đàm thiếu gia, nhị tiểu thư của Dương thiết tượng, cô gái có biết tóc đó, cậu biết không, cái tóc đen đen đó nó dài tới chân nè, chúng ta đi giúp cổ cắt ngắn đi. Để đó không có cắt. Tiên sinh tính tiền của tiệm gạo, khi đi đầu cứ cúi xuống, không bao giờ tiếc ngó hai bên. Hay là chúng ta đánh cho nó một trận đi. Không được, không được, tìm trò khác đi.
có trà mới đây. Ngoài thành có một hòa thượng tam bộ nhất bái. Chúng ta tới đó xem thử đi. Được rồi, chúng ta đi. Cậu xem, là ông ta đó. Cậu xem kìa. Đó. Tam bộ nhất bái. Không biết với vị tiểu thí chủ, vì sao lại làm khó bần tăng? Lão hòa thượng kia, ông đừng có đổ oan cho người tốt nha. Đường chúng tôi chơi thì cứ chơi, ông đi thì cứ đi đi. Ai làm khó ông? Ai làm khó ông chứ? Nếu nói như vậy, hôm nay bần tăng không thể vượt qua vết tường người của các vị rồi. Muốn qua thì cũng qua được thôi, nhưng mà xem hòa thượng của ông có đồng ý hay không. Đúng vậy. Vậy làm thế nào mới qua được? Ý là bay qua đầu của tôi đây nè. Nghe nói hòa thượng mấy ông á, ai cũng có giả công tái thế hết đúng không? Vậy thì cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi. Đúng đó. Hai á là sau khi đánh thắng chúng tôi á thì ông hãy đi, đương nhiên chúng tôi sẽ đuổi theo ông đánh thôi. Nếu như ông đánh bại hết tụi tôi á thì ông cứ đi, ngược lại á chúng tôi đánh bại ông thì chúng tôi đi, đương nhiên á là chúng tôi còn cách thứ ba nữa đó. Đó là cách gì? Cách đó chính là ông phải chịu khó chui qua ống quần của tôi thôi. Cách này đơn giản quá. Đúng rồi, khăn gì chui qua đi, chui qua. Ngoài cách này ra, còn cách nào khác không? Đương nhiên là có rồi. Đó là cách gì? Người từ đâu tới thì về lại chỗ đó, đừng bao giờ bước chân tới đây nữa. Đúng. Nếu nói như vậy, bần tăng vừa không biết bay, vừa không biết đánh, lại không muốn quay về, thì chỉ còn cách... Chui qua ống quần. Chui qua thật kìa. Đơn giản như vậy hả? Đơn giản như vậy hả? Đơn giản quá đi rồi. Đơn giản quá đi. Không có vui chút nào hết à. Có cách rồi. Đi. Đây cung giường này. A-di-đà-phật. Đưa đây cho ta. Đây. Bỏ nhiệm chút đi. Ê trời ơi, sao mấy đứa lại làm như vậy? Đúng là tệ quá mà. Trời ơi. Ông ta ăn thiệt đó. Ông ăn thiệt rồi kìa. Đây có vài bạc lẻ, bà nhận để chi tiêu việc nhà cửa. Ê trời ơi, không thể được. Nhiều đây tiền có thể mua một gánh gạo đó. Vậy bà cứ lấy để đi mua gánh gạo đi, vì tiền này là của một vị thí chủ bố thí cho tôi mấy ngày trước đây. Bần tăng phát nguyện lấy lại trên đường, chỉ cất thực quá duyên thôi. Tôi để trong người cũng không dùng đến, cho nên bà hãy nhận đi. Thiệt là vị tu hành chân chính. A-di-đà-phật. Tiểu muội. Quynh. Tiểu muội. Quynh về. Thực ra đã về lâu rồi. Vừa bước vào cửa thì bị Lương Tri Phủ và một nhóm quan địa phương kéo đến Thượng Nguyệt Tửu lầu. Làm quan không dễ, giao tế quá nhiều. Tiểu muội, ở đây thoải mái không? Quá thoải mái, ngược lại muội thấy không quen. Cả ngày xe qua lại tấp nập, người qua kẻ lại quá đông, ồn ào lắm. Vậy mới gọi là nơi đô thị. Sao có thể giống như sơn cốc lạnh tanh vậy? Như vậy thì làm sao được chứ? Muội hãy ở đây thêm vài ngày đi, sống quen rồi. Quynh sẽ tìm cho muội một người vừa ý. Quynh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ở đây thêm vài ngày, muội phải về lại Thủy Nguyệt Am. Đúng là có mắt mà không thấy. Quynh không hiểu nổi tại sao muội lại không thể. Thôi được, không nhắc đến nữa. Muội đoán lần này Quynh đến phương Bắc tuần tra gặp được ai. Còn ai nữa? Là những người bạn cùng thuyền với Quynh. Sao muội có thể nói vậy được? Lần này Quynh gặp lại một người mà hơn 20 năm nay nhiều người muốn gặp mà gặp không được.
Chẳng lẽ là... Đúng. Tiêu Cổ Nham. Hả? Cổ Nham? Quynh... Quynh gặp Quynh ấy ở đâu? Quynh ấy bây giờ ra sao? Coi kìa, lại lửa rồi phải không? Quynh không hiểu nổi. Nhiều năm qua rồi mà muội vẫn nhớ đến hắn làm gì? Hắn xuất gia đã hơn 20 năm rồi. Quynh cứ tưởng là hắn đã rất nổi tiếng, trụ trì nhiều ngôi chùa chứ. Liệu muội, Quynh không thể tưởng tượng được hắn làm trụ trì một ngôi chùa cũng không có. Áo quần rách rưới, mặt mũi thì lắm lem. Ở trong núi rừng hoang dã đi ba bước lại một lại, người không ra người, ma không ra ma, không bằng một tên ăn mày nữa kìa. Quynh, Quynh đừng nói nữa. Chắc Quynh ấy đã phát đại nguyện gì mới làm như vậy. Tất cả những suy nghĩ và hành động của Quynh ấy, muội và Quynh không thể thấu hiểu đâu. Xuất gia làm tăng sĩ, Quynh không hiểu gì mục đích gì. Muội xem cái bộ dạng của hắn hiện nay chính là... Quynh à, Quynh đừng nói nữa. Muội đã vào cửa Phật thì không muốn vướng vào chuyện tình cảm nữa. Lão hòa thượng thân hình kỳ quái, lông mày dài, râu bờm xờm, không biết tâm tánh thế nào, không biết thần thông ra sao. Lão hòa thượng rất bình thường, cơm canh qua ngày rất giản đơn, mọi chuyện tùy duyên mà hành xử, ai ai đều thích cái vị này. Lão hòa thượng thân hình kỳ quái, lông mày dài, râu bồm xồm, không biết tâm tánh thế nào, không biết thần thông ra sao. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.